không phải là món Việt. Thế nhưng cháo ếch Singapore được du nhập vào Việt Nam trong vòng 10 năm qua đã tạo nên nhu cầu ăn uống hấp dẫn, thu hút nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Tại Sài Gòn, nơi ẩm thực rất phát triển, các mô hình kinh doanh cháo ếch Singapore rất hiệu quả và thành công như cháo ếch chợ Tân Định, cháo ếch tại đường Phan Xích Long. Mặc dù đây là mô hình kinh doanh rất hiệu quả, nhưng để kinh doanh mô hình cháo ếch Singapore là không dễ dàng, đòi hỏi cách nấu món ếch kho kiểu Singapore rất cầu kỳ, cách nấu cháo, cách bảo quản, cách tổ chức bán hàng và kinh doanh là những yếu tố quyết định sự thành bại, đòi hỏi phải có bí quyết. Để chinh phục nhiều thực khách yêu thích món ăn này, chị Kim Thoa đã tìm đến thầy Y để được học bí quyết nấu cháo ếch Singapore. Thầy Y là một chuyên gia ẩm thực Việt Nam, đã nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy món ăn này. Với thầy, món cháo ếch Singapore được cải tiến, nâng lên một đẳng cấp cao hơn thị trường, tạo sự hấp dẫn cho người Việt. Đặc biệt, thầy tìm ra cách nấu nhiều loại cháo như cháo hành phi, cháo tỏi phi, cháo củ cải muối, cháo ruốc, đã tạo ra những hương vị thơm ngon. Thầy đã áp dụng phương pháp chế biến trong thời gian rất nhanh, giá thành thấp, ít dai, đậm vị, kết hợp với cháo trắng, tạo nên một món ăn tuyệt vời. Ngoài ra, thầy còn hướng dẫn phương pháp bảo quản, cách tổ chức bán hàng nhanh chóng, giúp giảm thiểu nhân công. Hôm nay ngày cuối năm của năm 2020, 31 tháng 12, thì thầy dạy món cháo ếch Singapore. Hôm nay thầy dạy cho chị Thoa thì đi từ khâu đi chợ thì lựa những cái ếch tươi cái tươi ngon. Đó, những cái giá rất là tốt, giá thành giá ếch nó thấp mà người ta tự làm, người ta giao cho mình. Đó, mình về mình xử lý, mình rửa, mình sơ chế xong là đông lạnh. Và khi thầy dạy món này thì cái hương vị thầy tạo một cái riêng để cho chị Thoa kinh doanh. Nó không có đụng hàng, và khi người ta ăn người ta sẽ gắn kết với cái hương vị này luôn. Đó là cái điều đặc biệt mà thầy sáng tạo ra một cái loại sốt cho cháo ếch nó đặc biệt hơn. Nó từ cái gốc của người Hoa. Đó, và tạo một cái đẳng cấp trong cái kinh doanh cái món cháo ếch. Món ăn này có thể bán với giá từ 30 đến 70 ngàn đồng và có thể thấp hơn tùy thuộc vào địa điểm kinh doanh cũng như số lượng ếch cho vào một phần ăn. Mình tên là Kim Thoa, ở Tân Bình. Tôi cũng ăn nhiều món cháo ở ngoài rồi, nhưng mà thấy món cháo của thầy nó đặc biệt hơn. Thầy dạy thì nhiệt tình, tận tâm với học trò. Chúng tôi hy vọng những thông tin này sẽ giúp cho các bạn tìm được một giải pháp kinh doanh tốt trong giai đoạn kinh tế đất nước và trên thế giới gặp nhiều khó khăn do đại dịch.